Với mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, đào tạo thế hệ công dân toàn cầu bản lĩnh, tự tin, thích nghi tốt với môi trường quốc tế, Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chuyến study tour đầu tiên trong năm 2022 tại Singapore dành cho sinh viên. Đây chính là cơ hội để rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, giúp sinh viên tự tin thể hiện năng lực, khai phá bản thân để phát triển toàn diện hơn. Điểm đến lần này là Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, trải nghiệm làm sinh viên tại hai trường đại học lớn là Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Trường Đại học Quản lý Singapore SMU, đồng thời cũng như có dịp thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh tại Singapore như Marina Bay Sands, Merlion Park, Universal Studio. Chuyến đi này là sự kết hợp giữa học tập, trải nghiệm thực tế để học kỹ năng công dân toàn cầu và du lịch. Cái lợi ích đầu tiên mà tôi muốn nói đó là làm thay đổi cái thế giới quan cũng như nhân sinh quan của các bạn sinh viên. Các bạn vốn dĩ học lý thuyết nhiều thì bây giờ các bạn được nhìn lại lý thuyết mình học so với thực tế, đặc biệt ở trong một cái môi trường đa văn hóa như Singapore. Các bạn được ngồi ở giảng đường của các trường đại học lớn trên thế giới, học cùng với những thầy giáo nổi tiếng nhất. Các bạn tìm kiếm được những cơ hội học bổng khi đến các trường đó. Họ giới thiệu cho các bạn những cơ hội học bổng để sau này khi bạn ra trường hoặc bạn chuyển tiếp tại Singapore. Và đồng thời đặc biệt là được cái sự hỗ trợ rất lớn của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, chia sẻ các bạn những cơ hội từ đầu tư cho đến nghề nghiệp, cho đến cơ hội việc làm. Một cái điều nữa đó chính là chúng tôi cung cấp cho các bạn những kỹ năng của một công dân toàn cầu. Đấy là những cái lợi ích mà Connecting the People là chúng tôi muốn hướng tới. Tại Trường Đại học Công nghệ Nanyang, sinh viên UEB được nghe giảng và giao lưu cùng giáo sư Hoi Den Huân về tính cạnh tranh trong marketing, học kỹ năng công dân toàn cầu tại tòa nhà Hive của NTU và tham quan NTU's Library nổi tiếng của trường. Những chia sẻ của giáo sư đã giúp sinh viên UEB hiểu rõ hơn kiến thức thực tế của ngành marketing, học hỏi những kinh nghiệm, yếu tố quan trọng để trở thành một marketer. Giáo sư Hoi Den Huân cũng dành thời gian giúp sinh viên giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tìm kiếm, trau dồi kiến thức trong lĩnh vực marketing. Điểm đến tiếp theo là Trường Đại học Quản lý Singapore, nơi các bạn được tham quan cơ sở vật chất và đã có cơ hội giao lưu với sinh viên SMU thông qua các hoạt động thuyết trình, văn nghệ, trò chơi. Qua buổi giao lưu này, các bạn sinh viên hai trường có thể hiểu hơn về hai nền văn hóa, đồng thời kết chặt tình hữu nghị giữa hai trường, đoàn kết dựa trên tinh thần giao lưu học hỏi và nỗ lực cùng nhau phát triển. Đối với em thì đây là một chuyến đi rất là thú vị và bổ ích khi mà em có cơ hội được tiếp cận với một nền văn hóa của đất nước Singapore xinh đẹp. Cùng với đó là em được có cơ hội học tập và gặp gỡ các giảng viên và các chuyên gia nước ngoài cùng với bạn bè quốc tế rất là thân thiện và hiếu khách ạ. Em thấy khá là bất ngờ tại vì em cũng không nghĩ được là hôm đấy mình sẽ đến một cái ngôi trường mà nó lại mới lạ so với mình như thế. Thì lúc mà đến đấy thì có hai bạn sinh viên của trường có qua rồi hướng dẫn bọn em cách để di chuyển bằng tàu điện ngầm hay là và đi qua hầm đi bộ để đến được gọi là sạch chính của trường. Và cái cách bài trí khuôn viên cũng như là mọi thứ ở trong trường nó làm em thấy rất là thoải mái, tại vì nó mỗi khu riêng nó đều có một cái công dụng riêng của nó. Bên cạnh những hoạt động tại các trường đại học, sinh viên UEB đã đến thăm và giao lưu cùng các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Tại đây, ông Mai Phước Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Singapore và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi đã trao đổi các vấn đề về thương mại Việt Nam, Singapore. Đại sứ đã chia sẻ với sinh viên về môi trường đầu tư tại Singapore, nền giáo dục và đặc biệt các cơ hội việc làm cho sinh viên tại đất nước sư tử biển. Đây là chuyến đi thực tế đầu tiên của mình tại môi trường này. Phải nói là cảm giác của mình đang khá là thích thú, tại vì là bạn nhìn xung quanh mình xem, đó là một môi trường rất là tốt. Và mình có một lời khuyên cho các bạn là các bạn nên thử đi thực tế ở tất cả các nước trên thế giới và các bạn sẽ cảm nhận được những văn hóa khác nhau và những sự sáng tạo khác nhau của người bản địa ở đây. Sau chuyến đi này thì em thấy là em thêm yêu các bạn, em cả đúng rất là nhiều bạn mới và nhà trường, thì em nghĩ là nên làm thêm các chuyến đi như này nhiều hơn. Và em thấy là đây là cơ hội tốt để kết bạn và mở mang tầm mắt đấy ạ. Và em nghĩ là em rất là yêu Singapore sau chuyến đi này ạ. Em yêu cả UEB, Choi nữa ạ. Chúng tôi sẽ thiết kế các chuyến đi. Hướng chúng tôi sẽ là tạm thời trước là châu Á, đặc biệt là Đông Bắc Á, như là Hàn Quốc là một nơi điểm đến khá thú vị.
rồi tiếp nữa là đi Nhật. Mỗi nơi các bạn sẽ cảm nhận được cái sức sống cũng như là cái sự kết nối của từng cái điểm đến của chúng tôi. Ý chúng tôi là đặt chương trình là UEB Global, tức là muốn hướng các bạn ra toàn cầu. Sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu hướng đến xa hơn, đó là châu Âu, Mỹ, Úc, vì cái tương lai các bạn, vì mong muốn các bạn có được những cái trải nghiệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời sinh viên. Chuyến đi học tập 5 ngày đã mang lại cho các thành viên tham gia cái nhìn tổng quan về Singapore, cảm nhận sinh động thực tế về môi trường sống và môi trường học tập tại đây. Giá trị mà chuyến study tour này đem lại cho sinh viên chính là được học tập và gặp gỡ bạn bè trong môi trường quốc tế, tăng cường kỹ năng ngoại ngữ, mang đến cho sinh viên những cảm nhận ban đầu về môi trường kinh doanh đa văn hóa tại các quốc gia trên thế giới. Để từ đó, sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội định hướng được mục tiêu cụ thể cho bản thân, chuẩn bị hành trang vững chắc để trở thành công dân toàn cầu. Hãy cùng chờ đón hành trình trải nghiệm tiếp theo trong chuỗi study tour thú vị của Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội nhé! Follow ngay fanpage UEB English and Study Tour để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi nhé!